6. Thì em kính chúc tất cả các bác chúng ta xem video vui vẻ và tràn ngập sức khỏe mọi người nhá. Hiện tại dịch bệnh đang khá là căng thẳng nên chúng ta mỗi người một chút để cho dịch nó nguôi ngoai đi, để cho kinh tế phát triển xã hội. Thì hôm nay em mình xin được giới thiệu cho các bác một chiếc xe Toyota Rush 1.5 số tự động, xe được sản xuất vào năm 2019 ạ. Tên tư nhân biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu. Thì như các bác biết rồi, chiếc xe này em mua của một anh khách ở trên Vĩnh Phúc. Xe chạy hơn 2,2 vạn. Và chiếc xe này được bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ trong hãng. Do vậy là bác nào mà mua chiếc xe này thì em cam kết cho các bác là xe không đâm đụng và xe không ngập nước. Chúng ta có thể test hãng toàn quốc luôn mọi người nhá. Với chiếc xe Toyota Rush này thì em cũng có một vài điểm muốn chia sẻ thêm cho mọi người. Đó là đây là một trong những cái dòng xe 5+2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cả Xpander. Thì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Thì vì cá nhân em thì em không thích chiếc Rush đây lắm. Chạy so với Xpander thì em thấy Xpander hơn một chút. Cái hay của cái xe này nó lại là lực đẩy cầu sau mọi người ạ. Còn con Xpander nó là lực đẩy kéo trước, cầu trước, con này cầu sau. Màu này là màu mận, đỏ mận mọi người ạ. Tên tư nhân biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, đăng ký lần đầu tháng 9 năm 2019 mọi người nhá. Về giá bán chiếc xe này hiện tại em mình đang chào bán với giá là 600 triệu. Giá vẫn còn thương lượng và linh động. Bác nào thiện chí thì các bác cứ alo, vui vẻ alo cho em để chúng ta đi vào chung kết mọi người ạ. Dịch bệnh căng thẳng này em cũng không muốn om hàng, nên là bác nào mà thiện chí thì em chốt giá tốt nhất có thể cho mọi người. 600 triệu giá vẫn còn thương lượng và linh động. Thì theo như em có, trước khi mua chiếc xe này thì em cũng tìm hiểu giá xe mới tại thị trường bây giờ. Hiện tại bây giờ tối thiểu các bác em nhớ không nhầm là chúng ta mua con xe này cả thuế phí vào nó rơi vào khoảng gần 700. Gần 700, em nhớ không nhầm là gần 700 các bác ạ. Thì xe chạy có 2 vạn mà mọi thứ như mới thì em xin thưa các bác cầu tư tội gì. Đúng không các bác? Các bác có bảo rằng là đỡ được 80 triệu thì cố tôi mua xe ngấm xe mới. Em nói các bác câu chứ các bác cầm 80 triệu trong tay, chúng ta làm được rất là nhiều việc. Mà trong khi đó con xe cũ này nó không có gì để chê. Vậy tại sao nào không nên lựa chọn, đúng không mọi người? Thôi để không mất thời gian được mọi người, bây giờ em xin phép chúng ta là đi vào phần đầu xe này. Đầu xe thì mọi người có thể nhìn thấy xe được trang bị hệ thống đèn full LED mọi người nhá. Đèn ánh sáng trắng luôn, đèn full LED mọi người ạ. Các bác nhìn này. Nói chung là về chất lượng xe thì em mình không nói được mọi người nhá. Chúng ta chỉ em thì quay những cái con xe này hiện tại nó còn cái gì. Đó, mọi người có thể nhìn thấy đây. Mặt ca lăng này. Đó. Đèn sương mù này. Tất cả mọi thứ nó mới lắm. Xe này thì không có gì để chúng ta phải lo lắng hay là về phải xem xét gì nhiều cả. Kể cả là bác nào ở xa nhá mọi người nhá, chúng ta thiện chí cứ vui vẻ alo cho em. Em để giá tốt nhất có thể cho mọi người. Đối với dòng xe Rush 7 chỗ này thì mọi người biết rồi. Số tự động chạy thì đương nhiên là nó không thể khỏe được, bởi vì nó chỉ trang bị cơ 1.5 thôi. Nhưng mọi người ạ, Toyota từ xưa giờ nó có tiếng rồi, nồi đồng cối đá và cực kỳ là bền. Đây em quay qua một chút phần nội thất cho các bác xem qua, sau đó em sẽ đi vào chi tiết mọi người nhá. Đó, đây là hàng ghế thứ hai đây. Hàng ghế thứ hai đây mọi người. Các bác yên tâm nhá, mua xe của em thì chúng ta yên tâm luôn. Túi khí đây, các bác thấy không? Đằng trước đằng sau đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Ghế da là màu ghế da màu kem bơ. Đó. Em quay luôn cho các bác về cái phần đuôi xe này. Mọi người nhìn thấy đây. Toyota Rush thì có một phiên bản thôi mọi người. Nó có một phiên bản thôi. Không có số sàn, mà không có bản cao cấp hay bản thiếu gì cả. Đó, mọi người nhìn này, đèn hậu này. Đèn hậu này là đèn zin, tất cả mọi thứ đều là zin hết, biển 88A29067. Thì bác nào mà ở Vĩnh Phúc mua thì em ưu tiên hơn nữa mọi người nhá. Tại vì sao em lại nói là ưu tiên hơn nữa? Bởi vì chúng ta về chỉ cần mất phí sang tên thôi. Quá đơn giản, đúng không mọi người? Chiếc xe này là thực chất nó là dòng xe 5+2 như 7 chỗ được đấy mọi người. Thoải mái rộng luôn. Đây là hàng ghế thứ 3 đây. Hàng ghế thứ 3 em quay cho mọi người này. Đó. Hàng ghế thứ 3 thì hầu như không được ngồi đến. Đây tẩu sạc này. Ni lông còn nguyên này. Đây. Mọi người nhìn này. Đó. Trần này, trần nỉ nguyên bản mọi người nhá. Kéo chỉ cột kèo thì các bác yên tâm, không có vấn đề gì đâu ạ. Nên là em xin phép bỏ qua vấn đề đó. Đó. Đây, em quay xa luôn cho mọi người ngắm nhá. Toyota Rush 1.5 số tự động. Chạy quá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Thật sự bác nào mà ra chiếc xe này thì phù hợp cho các bác nào trung tuổi hơn. Người trẻ thì ít đi hơn. Đẹp mà mọi người, mà cái màu này nó cũng đẹp nữa.
quả la răng nó quá hợp lý luôn. Đẹp các bác ạ, xe đã được dán kính cách nhiệt 3M rồi. Dán kính cách nhiệt 3M rồi. Đây, đây là hàng nội thất thứ hai, mọi người thể nhìn thấy này. Dàn điều hòa này, chỉ có không có dàn điều hòa đằng sau thôi, nhưng mà thoải mái, mọi người yên tâm. Hàng ghế thứ hai đây mọi người nhìn này, xe đã được trải thêm một cái lớp lắp thêm một cái lớp thảm 5D mọi người nhá, thảm 3D thôi. Các bác nhìn cái ngoảm khóa này, xe nó có khác gì xe mới đâu ạ. Không khác gì xe mới luôn, mọi người yên tâm. Táp ly này. Đó. Cửa này. Xe đã được khả năng là cái này là khuyến mại, khi mà mua xe mới được khuyến mại cái ốp mạng chrome này. Nhưng với cá nhân em mọi người nhá, cá nhân em không thích khi mà ốp những cái ốp này vào đâu. Trông nó mã xe lắm. Thật, còn cái xước móng tay này em nói các bác câu chứ các bác mua cái lọ Genna về đánh khỏi ngay. Khỏi ngay lập tức luôn. Đó, nội thất đây mọi người, xe chạy hơn 2 vạn. 2 vạn 2, đây các bác nhá. Bảo trì bảo dưỡng trong hãng là đầy đủ. Có cả số điện thoại tất cả mọi thứ luôn. Đây, nhắc nhở bảo dưỡng tại km số 2.500 cây. Thì có nghĩa là khoảng 3.000 cây nữa chúng ta lại vào hãng thay dầu thay nhớt. Đúng không mọi người? Có sao là chia sẻ cho mọi người như vậy để mọi người yên tâm. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 mọi người nha. Em xin nhắc lại với mọi người là chiếc xe này em bán 600 triệu, giá vẫn còn thương lượng và linh động. Gọi là bác nào thiện chí thì cứ vui vẻ alo cho em. Em sẽ để giá tốt nhất có thể, bởi vì dịch bệnh này chúng ta không om hàng để làm gì cả mọi người ạ. Đấy là em nói chân thành luôn đấy ạ. Các bác này, bốn kính tổng này, mọi thứ này vẫn còn nguyên này. Bậc lên xuống ni lông chưa bóc hết. Không hiểu sao nhưng mà thôi em cứ để lại cho nó có giá trị thôi. Còn mình, em nghĩ là bác nào mua thì em cũng bóc được, nhưng mà thôi mình cứ để vậy đi. Thảm này, ghế lái đây mọi người, xe đã được lắp thêm một cái ghế lái màu kem bơ. Cột kèo keo chỉ thì mọi người yên tâm nhá, xe thì như mới tinh luôn. Đây, sản xuất vào năm 2019. Chiếc xe này là xuất xứ là ở Indonesia, nhập khẩu mọi người ạ. Xe là có hệ thống cân bằng điện tử đầy đủ, bởi vì xe nó hẹp mà lại còn mấy chỗ nữa, và 7 chỗ nữa. Đây, quay qua một chút cho các bác về phần táp lô, táp ly này. Đầu tiên là phần táp lô. Mọi người nhìn táp lô này, nó không khác gì xe mới luôn. Đúng không ạ? Đó. Vô lăng này. Vô lăng của chiếc xe này là vô lăng bọc da, nút bấm tích hợp trên vô lăng, có cả màn hình. Chiếc xe này thì có cả Bluetooth. Nó gọi là màn hình theo xe, Android theo xe thôi, nhưng mà cá nhân em không thích màn hình này. Chúng ta về đầu tư một tí có 4-5 triệu thôi, một cái màn hình to hơn hẳn luôn, đẹp hơn hẳn luôn. Điều hòa tự động. Đó. Đề nổ start top, mọi người nhìn này, mới lắm ạ. Cực kỳ mới luôn. Hộp số tự động. Đó. Phanh tay, học để đồ, luôn luôn đi theo là một gel rửa tay. Bởi vì hôm vừa rồi em bị cách ly 14 ngày ở nhà, em sợ lắm rồi mọi người ạ. Thật sự là quá sợ luôn. May là mình không dính cách ly, nhưng mà thật sự là quá sợ luôn. Sổ bảo dưỡng bảo hành đầy đủ luôn mọi người nha. Không thiếu gì. Này các bác nhìn vô lăng này. Cái vô lăng như này thì có mới không ạ? Thực ra chia sẻ cho mọi người, đôi lúc mọi người cứ bảo em nói phét. Mọi người cứ bảo em nói bốc nói quá. Thật sự với mọi người câu có xe đẹp bán cho mọi người giả sướng tay à? Mọi người mua của em được xe đẹp là sướng, đúng không mọi người? À còn về giá cả thì xin mọi người này, ai buôn bán cũng phải nói thách thôi, bởi vì chúng em buôn bán còn nhiều anh em nữa cơ. Bây giờ mình nói giá thấp quá thì xin cái giá mà bán được rồi ấy thì xin thưa với các bác câu còn nhiều anh em. Nhưng mà đây quay máy một chút mọi người nha. Em sẽ quay qua một chút phần máy. Đèn con này là đèn trắng. Đèn trắng mọi người ạ. Đây, các bác nhìn cái vách cabo này. Đó. Động cơ 1.5 đặt dọc mọi người ạ. Rồi, các bác nhìn đi. Đó. Máy nguyên zin luôn mọi người nhá. Xe này thì không phải lo về vấn đề gì đâu ạ. Các bác không tin tưởng thì chúng ta cứ vào hãng test vô tư.
bởi vì xe bảo trì bảo dưỡng trong hãng đầy đủ luôn. Phanh ABS là đầy đủ, không thiếu gì. Rồi, có vậy thôi các bác ạ. Bác nào thiện chí thì alo cho em Bình nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.